Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Máy bên em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều quá chị em. Hôm qua cô bác anh chị em luôn theo dõi kênh điện máy của em ha, cũng như là ủng hộ máy bên em. Thì bên em chuyên bán những cái dòng máy từ 1 máy đến 6 máy của bác anh chị em. Thì cũng rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản nha. Thì bên em luôn lấy uy tín làm thương hiệu của bác anh chị em. Thế cho nên luôn chọn những cái động cơ chất lượng cao để bán cho bác anh chị em lâu bền. Thì hôm nay chủ đề chính là em quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ em này là Nissan FD33 quá em. Đấy. Tình trạng em này là xuất sắc quá chị em. Đấy. Em này như con máy mới quá em, mới chạy có mấy giờ thôi. Đấy. Hiện tại cửa hàng em đang còn hai con nha. Em quay lần lượt cho quán chị em xem. Nếu quán chị em có thời gian đến cửa hàng em xem máy thì tốt. Còn nếu quán chị em mà không có thời gian đi xem thì sẽ xem qua hình ảnh điện thoại, YouTube hoặc Zalo nha. Con này xuất sắc quá chị em, con này được chặt từ thùng phát điện xuống quá chị em, đó là mới nha, mới ken. Đấy. Con này thì cái tông của nó một tấc quá chị em, đế kim. Rồi dòng tua con này nó tua maximum nó tầm 2600 tua, công suất nó ra cho phép là trên 100 ngựa quá chị em. Đấy. Hiện tại thì nó đang cho tua ga 1800 bao nhiêu. Đấy. Nó còn rất là nhiều ga. Có thể tôi bán cho em là về xả ga thêm. Để tôi bán cho em muốn mà cho nó chạy nó đạt công suất cao nữa thì có thể xả ga thêm ha. Thì hiện tại thì em nó đang cho ga tua 1800 thì nó tầm khoảng trên 60 ngựa thôi. Đấy. Máy thì em cam kết nguyên zin nha, không sơn không dặm ha, nguyên bản. Con này thì đầy sạc 24V quá chưa, rồi có tắt điện luôn, xin lỗi tắt điện, điện 24 rồi mấy em. Đấy, quá mới quá càng. Máy nổ rất là êm quá nha, đã lắm, tình trạng là khỏi bàn. Đây bên trong quay chi tiết cho bác chị em xem nha. Con này của bác chị em chạy máy xếp xích hoặc là chạy máy xếp chế gì đó, chạy ghe, chạy tàu, phát điện các kiểu bác chị em. Những cái dòng máy mà con heo nó xài, con heo tự động lớn gì của bác chị em rất là dễ xài nha, sử dụng mục đích nào cũng được hết, rất là hay. Chứ nó không như những con heo mà heo cụm á, cái cụm thì nó khó lựa chọn để mình đặt vào cái thiết bị nào đó. Còn con heo tự động lớn này nè, chạy rất là dễ sử dụng nha, thiết bị nào cũng rất phù hợp. Để máy đi con. Thì muốn lên ga thêm nữa thì lên nha quá nha.
ra con. Tắt điện không? Tắt điện thử cái. Kẹp đi. Rồi để lại cái. Lên ga nữa con. Đỡ ghê quá nha. Tắt không? Nó cho cái mức ga chưa đầu quá nha, nên mình lên ga mình cảm thấy chưa có đã. Thì đây nó còn cầu chì quá nha em, có thể về cô bán cho em mở cầu chì ra lên ga thêm ha. Còn này nó chỉ có nhiêu ga thôi, thành ra mình nó chưa có đạt được công suất cao, nghe không có đã không. Thì máy thì em quay sang bán gì quá nha em, không có gắn thêm mà cũng không có tháo bớt nha. Có nhiều quán chị em hỏi hộp số đâu này kia nọ đó, thì dùng máy phát điện thì nó có hộp số quá chị em quay sao thì bán vậy nguyên vậy đó. Thì không có gắn thêm mà cũng không có bớt cái tí nào. Thì cô bán chị em mà nếu mà bỏ lại cái thiết bị nào đó thì em sẽ bớt tiền lại, cũng như là cái bộ bô e, như là cục sạc các kiểu. Thì từ mỗi cái bỏ lại đều bớt tiền lại các bác nha, cũng như là chân nền máy, cũng như là cánh quạt, cũng như là nói chung thiết bị nào liên quan đến cái máy này mà bỏ ra thì bớt tiền lại các bác nha. Thì tình trạng máy này là xuất sắc quá chị em, trên 90% nha, đó, như một động cơ mới luôn. Đây, các bác chị em mà có nhu cầu mua thì ủng hộ giùm em nha. Tình trạng máy chạy rất là ok, ga bọng thì chuẩn chạc, không có bị cà lâm hay là không có bị tạo lao mí lao. Nói chung là máy bên em bán ra thị trường thì đã kiểm tra hết, thì nổ ngon lành, êm máy, máy bán quá cho em ha. Còn mà lập dập quá là không có bán đâu quá cho em. Bên cạnh đó thì em cũng lấy uy tín làm thương hiệu mình, thì em thì không có cạnh tranh thị trường giá cả mà chỉ cạnh tranh chất lượng với uy tín thôi các em. Chứ em chưa hề mà cạnh tranh về giá cả mà để bán rẻ hơn người ta, không có nha. Mắc với rẻ thì tùy thuộc vào con động cơ thôi. Em chỉ cạnh tranh là uy tín với chất lượng thôi. Những cái bộ sản phẩm hoặc là những cái động cơ mình bán ra đều chất lượng từ mọi phía mọi mặt nha. Như cái bộ phát điện này em cũng mới hoàn thiện xong, em cháu nó cũng đang có một lớp bảo vệ bộ lửa, xong rồi em sẽ test máy cho các bác chị em xem luôn. Con này chạy 3 pha 380 luôn nha. Đây thì ở đó thì bên em cũng còn rất là nhiều động cơ trong cái hàng của em đấy. Rồi em cảm ơn rất nhiều các bác chị em có nhu cầu sử dụng con FT33 Turbo. Con này là bích tâm một tấc, dòng tua 2004-2006, công suất tối đa của nó là trên 100 ngựa các em. Hiện tại nó cho ra công suất là trên 60 ngựa, dòng tua 1008. Các anh chị em nào về thấy chưa đạt được mục đích thì xả ra thêm, em cam kết máy này là trên 90% xuất sắc. Em xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo nha.